Giêsu đã đến trần gian và Ngài làm gì để cứu chuộc con người? Đúng, chúng ta đều khẳng định rằng Chúa Giêsu là giải pháp. Nhưng mà Chúa Giêsu đã làm gì để cứu chuộc con người? Nếu như chúng ta hỏi một câu hỏi, Chúa chỉ được phép chọn một biểu tượng để bày tỏ về cơ đốc giáo, chúng ta sẽ chọn cái gì? Khi nhìn lên thập tự giá thì chúng ta nhìn thấy tình yêu của Đức Chúa Trời. Khi nhìn lên thập tự giá, chúng ta thấy được Chúa Giêsu Christ và tình yêu của Ngài tại nơi đó. Thập tự giá chính là trung tâm điểm của lịch sử nhân loại. Và thập tự giá là kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho thế giới này, dành cho con người khi con người phạm tội. Cho nên một trong những điều chúng ta cần phải học và biết đó là về thập tự giá của Chúa Giêsu Christ. Amen không ạ? Amen. Trong phần này thì trong bài học chúng ta thấy được nó có trong cái cuốn sách mà thường là bài số 5 đấy ạ. Tất cả nó có gồm có 5 phần. Tôi có lược thảo một chút và tôi có thể chúng ta có thể bỏ cái tài liệu đó đọc lại cũng được ạ. Chúng ta cứ học đi ạ. Sau chúng ta sẽ quay trở lại xem tài liệu. Được không ạ? Và nếu cần ghi thì chúng ta sẽ ghi một vài điểm là xin mời anh Nam chiếu họ cái bài này cơ sở. Đúng rồi, bài bóc phải. Phần đầu tiên mà chúng ta sẽ học đó, thập tự giá là trung tâm của lịch sử. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với lời của Chúa. Ở trong Côi Tô Nhất là 2 câu số 2, chúng ta sẽ cùng nhau mở lời Chúa để đọc. Côi Tô Nhất là 2 câu số 2. Sẽ cùng mở lời của Chúa xem sứ đồ Phao-lô nói điều gì ở trong đây ạ. Rồi ai chúng ta có được rồi chúng ta sẽ cùng nhau mở. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Đây là lời của Đức Chúa Trời và trong những lời của Chúa nói rằng là tôi chẳng biết sự gì khác ngoài gì Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá. Từ đó có nghĩa rằng việc chúng ta hiểu thêm về Chúa Giêsu và thập tự giá của Ngài là điều vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta. Nếu như người nói tin Chúa, tin Đức Chúa Trời mà không biết về Chúa Giêsu và thập tự giá của Ngài thì tôi tin rằng người đó không là sự tin Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có rất nhiều tà giáo họ nói chứng nhân Giê-hô-va. Họ không tin vào Chúa Jesus Christ, họ tin vào Đức Chúa Trời. Nhưng tôi đảm bảo rằng họ không thể hiểu về Đức Chúa Trời nếu họ không biết về Chúa Jesus và thập tự giá của Ngài. Amen anh chị em. Ở trong Timôthê nói như thế này, Chúa Jesus là đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Không có con đường nào để đem con người đến với Đức Chúa Trời ngoại trừ Chúa Jesus Christ. Cho nên để chúng ta biết về Đức Chúa Trời và thật sự hiểu biết về Đức Chúa Trời thì chúng ta phải hiểu biết về Chúa Jesus và thập tự giá của Ngài. Tại sao? Bởi vì thập tự giá là giải pháp của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Chúng ta khi tôi xin ông đề tài này tôi thấy như này, nếu Chúa Giêsu, việc Giáng sinh của Chúa Giêsu là rất quan trọng. Ngày hôm nay lễ Giáng sinh là được cả thế giới kỷ niệm. Nhưng có một điều mà chúng ta có thể nhìn nhận ở đây, nếu Chúa Giêsu chỉ Giáng sinh mà nếu Ngài không bước trên con đường thập tự giá, chúng ta có được cứu không ạ? Không. Chúa có thể Giáng sinh và Chúa cũng có thể có quyền quyết định là không bước lên thập tự giá, phải không anh chị em? Chúa có quyền ạ. Nhưng nếu như Ngài chỉ Giáng sinh và không bước lên thập tự giá thì ngày hôm nay nhân loại vẫn còn chết trong tội lỗi. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà bắt đầu Thánh Linh giáng lâm và Hội Thánh được thành lập thì người ta không có kỷ niệm lễ Giáng sinh. Và trong tất cả sứ điệp của sứ đồ mà chúng ta đọc ở trong công vụ thì nói về sự chết và sự sống lại của Chúa Jesus Christ. Vì đây mới là trọng tâm của cơ đốc giáo. Amen. Toàn thể anh chị em. Tôi không phủ nhận về sự Giáng sinh của Chúa Jesus Christ. Nhưng mà trọng tâm của cơ giáo đó chính là thập tự giá của Chúa Jesus Christ. Tại nơi đó phải đền thay, chết thay mọi tội lỗi cho từng chúng ta. Tại nơi đó phải gánh thay mọi tội lỗi cho từng mỗi cá nhân của anh chị em của chúng ta. Cho nên thập tự giá là trung tâm điểm của lịch sử. Những người mà sống trước thời Chúa Jesus thì hướng đến thập tự giá. Và chúng ta là những người sống sau thời của Chúa Jesus là hướng về thập tự giá. Amen anh chị em.
Bởi vì thập tự giá chính là giải pháp của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Và Chúa Giêsu đã cho thập tự giá để cứu chuộc nhân loại. Và không có con đường nào khác. Chúng lại suy ngẫm về điều mà Chúa Giêsu cầu nguyện tại vở viết sau đây. Lạy Cha, nếu được xin cất chén này khỏi con. Lần duy nhất trong cuộc đời của Chúa Giêsu khi Ngài trên đất, đó là lần duy nhất mà lời cầu nguyện của Ngài không được Cha nhận. Lần duy nhất khi mà Ngài cầu nguyện xong thì dường như Ngài không nghe được một tiếng gì cả. Cả thiên đàng kêu ngạc. Và Cha nói là không có con đường nào khác, chỉ có đường duy nhất mà thập tự giá mới cứu được người. Và cuối cùng Chúa Giêsu đã hoàn toàn đầu phục Cha, giống như Phi-líp nói. Ngài đã đầu phục Cha và thậm chí chết trên thập tự giá. Trên thập tự giá là trung tâm của lịch sử và cũng là trung tâm của cơ đốc giáo, của những người đi theo Chúa Giêsu Christ. Amen các bạn. Chúng ta hãy khen Chúa vì thập tự giá của Ngài, vì giải pháp của thập tự giá của Ngài trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ xem thêm một câu kinh thánh nữa để chúng ta thấy điều đó. Ở trong Phi-líp nhất đoạn 1 câu 19-20. Chúng ta mở kinh thánh đi ạ. Bởi vì chúng ta học và nền tảng của chúng ta là lời Đức Chúa Trời. Phi-líp nhất đoạn 1 câu 19-20. Sau cái câu 18, 19, 20, câu này rất tuyệt vời đấy. Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không gia chi của tổ tiên để lại cho mình, bèn là bởi huyết máu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không khuyết, đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em. Thập tự giá đã được dựng nên trước buổi sáng thế. Phải không anh chị ạ? Sự chết của Chúa Giêsu đã được định trước khi sáng thế. Và ngay trong vườn Ê-đen khi mà Adam và Eva phạm tội thì Đức Chúa Trời đã giết con sinh. Đúng không ạ? Giết con sinh và lấy da của con chim đó làm áo và mặc cho Adam và Eva. Đó bày tỏ một việc rằng Chúa Giêsu phải chịu chết và ban cho chúng ta cái chiếc áo công nghĩa của chính mình này. Trên thập tự giá là trung tâm điểm của lịch sử nhân loại và đó là trung tâm điểm của cơ đốc giáo trong mỗi đời sống của chúng ta, bởi vì nó là tình điểm hay là điều vinh hiển tột cực trong công cuộc cứu chuộc và những trời dành cho nhân loại. Mỗi khi chúng ta cảm thấy sờn lòng, mỗi khi chúng ta cảm thấy nản lòng trong việc cầu nguyện Chúa, chúng ta hãy nhìn lên thập tự giá. Đúng như bài hát vừa rồi đấy, thập tự giá nhìn nó mình xấu xa lắm. Bởi vì nếu như cách đây 2000 năm mà khi mà tôi nói thập tự giá ấy, thì tôi nghĩ là ở trong này tất cả run hết ạ. Bởi vì nó là cái gì? Hình phạt của những kẻ tử tội, những người mà rất gian ác thì mới bị chết trên thập tự giá, đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay nó trở thành một biểu tượng của sự hòa bình, biểu tượng của tình yêu và của hy vọng. Amen không ạ? Cho nên điều đầu tiên chúng ta học, thập tự giá là trung tâm điều của lịch sử, trong tấm lòng của Đức Trời và cũng là trung tâm của cơ đốc giáo. Phần thứ hai mà tôi muốn học trong buổi sáng ngày chiều ngày hôm nay đó là thập tự giá đối với Đức Chúa Trời. Phần thứ hai đó là thập tự giá đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta biết thập tự giá chính là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cho xem Côn Tô nhất đoạn 1 câu 18. Thập tự giá là quyền phép của Đức Chúa Trời. Côn Tô nhất đoạn 1 câu 18. Chúng ta sẽ cùng chịu khó mở Kinh Thánh để xem Kinh Thánh nói cái gì. Bởi vì tôi nói với anh chị mà 1000 lời của những người giao giảng không bằng một lời ở trong Kinh Thánh đâu ạ. Thế chúng ta hãy mở lời Chúa. Côn Tô nhất đoạn 1 câu 18. Thập tự giá là quyền phép của Đức Chúa Trời nhé, quyền năng của Đức Chúa Trời nhé. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là tin dại, xong về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Với những người được cứu chuộc thì đó là quyền phép, đó là một sự kỳ
của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của anh chị em. Với những người ngoại hình, cái gì? Một người ông Giê-xu chết trên thập giá liên quan gì đến tôi? Đúng không ạ? Nhưng đây chính là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mỗi cuộc đời của anh chị em. Đó là giải pháp Đức Chúa Trời cho nhân loại, và đó là giải pháp tuyệt vời nhất. Chút nữa tôi sẽ phần thứ ba, chúng ta sẽ thấy đó là giải pháp mà khôn ngoan và tuyệt vời nhất của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại này. Điểm thứ hai chúng ta thấy đối với Đức Chúa Trời đó là gì? Thập giá là tình yêu. Khi nhìn lên thập tự giá, mình thấy đó là tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúng ta học phần thứ hai đấy ạ. Thập tự giá đối với Đức Chúa Trời, thứ nhất, thập tự giá là quyền phép của Đức Chúa Trời. Phần thứ hai, thập tự giá là tình yêu của Đức Chúa Trời, bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 5 câu số 8. Như có ai thuộc ở chúng ta có thể đọc câu này ạ. Roma đoạn 5 câu số 8 ạ. Xin mời một sư phụ đọc to đi. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta. Ngài bày tỏ bằng cách nào? Khi chúng ta còn đang chống nghịch lại Chúa nhỉ? Khi chúng ta đang thù nghịch lại Chúa và đang đầy dẫy tội lỗi, đầy dẫy sự tham ác, thì Đức Chúa Giê-xu đã bằng lòng chết thay cho chúng ta. Cho nên khi nhìn vào thập tự giá, con nhìn thấy tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời. Hay chúng ta thường khi mà tin Chúa, chúng ta biết thêm cái tình yêu của tình yêu Agape, là tình yêu vô điều kiện, tình yêu hy sinh và tha thứ của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại này. Ngày hôm nay rất dễ ma quỷ nó kéo xa chúng ta ra khỏi thập tự giá. Cho chúng biết tại sao Chúa Giê-xu thiết lập lễ tiệc thánh không ạ? Mỗi tháng hội thánh có thể dự tiệc thánh, thậm chí là mỗi tuần chúng ta dự tiệc thánh cũng được ạ. Nhưng mà tiệc thánh để nhắc cho chúng ta nhớ đến sự chết của Giê-xu Christ trên thập tự giá. Bởi vì rất dễ chúng ta quên đi thập tự giá của chính mình Ngài, quên đi sự cứu chuộc của chính mình Ngài, mà khi ta tin Chúa quan tâm tiền, chúng ta quan tâm đến phước hạnh, quan tâm đến những cái điều mà ở trong mắt chúng ta thấy, nhưng không quan tâm đến sự cứu chuộc của chính mình, quan tâm đến thóc tự giá của chính mình. Rồi khi nào tình yêu của chúng ta cảm thấy nguội lạnh thì chúng ta hãy nhìn lên thóc tự giá. Tại thóc tự giá Ngài đã chết thay cho chúng ta. Cho nên tối tôi một câu Roma là 5 câu 8 là câu kinh thánh rất tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã phán với mỗi cuộc đời của chúng ta, đó là: nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với ai? Đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Chúa Giê-xu đã chịu chết. Kỳ diệu không anh chị em? Bây giờ một người mà thù tôi, một kẻ thù mà bây giờ bảo tôi là chết thay kẻ thù, khó không anh chị em? Quá khó. Nhưng mà đúng chính xác chúng ta đang thù nghịch với Đức Chúa Trời nhé. Khi nhân loại đang thù nghịch với Đức Chúa Trời, chống lại Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời vẫn yêu con người và ban chính con của Ngài cho chúng ta. Amen các bạn. Lạy ngợi khen Chúa về tình yêu của chính mình Ngài. Và lời lưu nha, tình yêu của Chúa quá lớn khi đời sống của chúng ta. Phần thứ ba mà chúng ta sẽ học ở đây, đó là thập tự giá làm thỏa mãn đức yêu thương và công bình của Đức Chúa Trời. Thập tự giá làm thỏa mãn đức yêu thương và công bình của Đức Chúa Trời. Tất cả những phần tôi chia sẻ nó đều nằm ở trong bài học hết đấy. Nên tôi chỉ đảo lại một chút thôi. Thập tự giá làm thỏa mãn đức yêu thương và công bình của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ không đọc câu kinh thánh này, nhưng mà nó ở Roma 5 câu 8 đến câu 10. Đức Chúa Trời là tình yêu thương, giống như một sư vừa chia sẻ. Ngài không phải là có tình yêu thương, bởi vì có rồi Ngài ban ra thì Ngài hết thì lấy gì mà còn. Nhưng mà Ngài là tình yêu thương. Chúng ta thì sao? Nhận lấy tình yêu thương và có tình yêu thương vì chúng ta nhận lấy tình yêu với Chúa. Cho nên chúng ta không còn nhận được tình yêu từ nơi Chúa là không phải yêu ai nữa đâu. Phải không ạ? Vì chúng ta không phải là tình yêu thương, nhưng mà Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Vì Ngài là tình yêu thương, cho nên khi con người phạm tội thì Ngài tìm mọi cách để cứu chuộc con người. Ngài không muốn chúng ta bị chết mất, Ngài không muốn chúng ta bị hư mất và sống với ma quỷ. Nhưng Ngài muốn tất cả con cái của Ngài quay trở lại với Ngài và sống với Ngài trên thiên đàng, đó là tình yêu của Ngài. Nhưng mà anh chị em ơi, Đức Chúa Trời không phải chỉ là Ngài là tình yêu thương, nhưng Ngài còn là đấng công bình và thánh khiết.
bên thiên đàng với Ngài. Nó giống như này, bây giờ chúng ta rất là sạch sẽ, ngồi phòng điều hòa và một người đang ở cái một cái vũng bùn ở phân do đầy người chưa ở phòng này, nó ngồi được không ạ? Ngồi lên học được không ạ? Tôi đảm bảo họ vào đây các anh ta chạy ra hết, đúng không ạ? Con người thôi thì chúng ta ngay lập tức không thể chấp nhận được. Cũng chính là thấy con người tội lỗi của chúng ta gian ác mà. Nếu như Chúa cho những con người tội lỗi chúng ta lên thiên đàng, tôi nghĩ thiên đàng thành cái gì rồi? Mặc dù Ngài rất muốn, Ngài tình yêu của Ngài rất muốn cho chúng ta lên thiên đàng, không muốn cho một ai chết mất và muốn mọi người đều được cứu. Amen thôi ạ. Nhưng vì đức thánh khiết và công và công bình của Ngài, Ngài không thể chấp nhận một kẻ có tội lên thiên đàng. Cảm ơn Chúa, Đức Trời không những là đấng thánh khiết, đấng yêu thương, đấng công bình như Ngài, mà Đức Trời khôn ngoan. Cho nên thập tự giá là thỏa mãn đức yêu thương và công bình của Ngài. Ngài là Đức Trời khôn ngoan cho nên Ngài tìm ra một giải pháp, mà cái giải pháp đó khiến cho Ngài thỏa mãn tình yêu, đó là Ngài cứu được con người. Và Ngài cũng thỏa mãn luôn cái đức công bình và thánh khiết của Ngài. Bởi vì sao? Huyết của Chúa Jesus đã tẩy rửa sạch mọi tội lỗi chúng ta. Tại thập tự giá mọi tội lỗi của chúng ta sẽ được giải quyết hết rồi, và chúng ta được phép lên thiên đàng khi ta tiếp nhận Chúa Jesus Christ. Amen các bạn. Giải pháp là cái người mà từ vũng bùn ấy, họ sẽ đi tắm ạ, đúng không? Lên kia tắm rồi sang xà phòng tắm khoảng tiếng 2 tiếng sạch hết thì vào đây được ạ, đúng không ạ? Cũng vậy, chúng ta được tắm rửa bởi huyết của Thiên Con. Amen các bạn. Chúng ta được tắm rửa bởi huyết của Chiên Con và cho lên khi ta được tắm rửa huyết Chiên Con cho còn tội lỗi không? Không, và chính vì không còn tội lỗi cho chúng ta được lên thiên đàng của Chúa. Amen không ạ? Cảm ơn Chúa vì Đức Trời của chúng ta là đấng khôn ngoan. Ngài đã tìm ra một giải pháp mà thỏa mãn đức yêu thương và công bình của chính mình. Chứ thập tự giá chính là sự khôn ngoan của Đức Trời. Thập tự giá không những chỉ là quyền phép của Đức Trời, không những chỉ là tình yêu của Đức Trời, nhưng mà thập tự giá cũng là sự khôn ngoan của Đức Trời. Có một giải pháp mà đáp ứng mọi bản tánh của Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài không thể tự chối chính Ngài, Ngài không thể từ bỏ cái bản tánh của chính mình Ngài. Nhưng mà cái giải pháp đó đã thỏa mãn. Amen không anh chị em? Nó giống như thế này. Có một câu chuyện kể là hai người bạn học cùng với nhau. Sau khi tốt nghiệp thì một người đi học luật sư và trở thành quan tòa. Một người thì không học hành gì cả, bắt đầu đi chơi bời, rồi đánh nhau lên, rồi ăn cắp ăn trộm. Một ngày kia trong một phiên tòa thì người bạn mà học ngọn luật sư ấy trở thành chủ tọa. Người bạn của mình rất thân thiết thì là gì? Một kẻ tội phạm đang đứng trước vòng bánh ngựa. Điều gì xảy ra? Chủ quan tòa, người quan tòa này vẫn xét đúng luật pháp. Anh ăn cắp ăn trộm anh phải bị phạt bao nhiêu tiền? Sau khi tuyên án xong, người chủ tọa này cởi áo quan tòa ra, đi xuống bắt tay người bạn và viết ngân phiếu trả cái tiền phạt người bạn này phải trả. Như vậy là thỏa mãn cái luật pháp. Amen không ạ? Vậy đó là cái cách để Chúa Trời cứu chuộc chúng ta như vậy. Chúa muốn cứu chúng ta nhưng Ngài không thể phá vỡ đi cái bản tánh của chính mình, Ngài không thể phá đi luật pháp mà Ngài đã đặt ra. Cho nên Chúa Giêsu là giải pháp để cứu chuộc mỗi con người của chúng ta. Chúa Giêsu đã gánh thay mọi tội lỗi cho chúng ta trên thập tự giá. Cho nên việc bây giờ chúng ta được cứu chuộc và lên thiên đàng, đó là gì? Luật công minh của Chúa nha. Amen không ạ? Chúng ta ngợi khen Chúa nha. Chúa Chúa Trời đấy, không ngoan mà có một giải pháp cho chúng ta. Điều gì nữa chúng ta sẽ học? Thứ 4, đó là Chúa Trời cất mọi sự phiền muộn, rủa xả, bệnh tật của chúng ta trên thập tự giá. Ê-sai 53 câu số 4 chúng ta sẽ đọc nhé. Câu thánh này rất tuyệt vời. Ê-sai 53 câu số 4. Ê-sai 53 câu số 4. Kinh Thánh nói, thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, với cái sự buồn bực của chúng ta, và chúng ta lại tưởng rằng Ngài đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho cứu khổ. Tại thập tự giá, Chúa Giêsu gánh thay mọi phiền muộn, mọi bệnh tật, mọi sự rủa xả Ngài gánh thay rồi. Và cho nên chính vì thế, Đức Chúa Trời cất mọi điều đó trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu.
Phần thứ năm đó là Đức Chúa Trời đã cất sự đoán phạt vì tội lỗi của chúng ta qua thập tự giá. Tại thập tự giá, chúng ta không còn bị đoán phạt nữa. Sự đoán phạt không còn trên đời sống của chúng ta nữa. Ê-sai đoạn 53 câu 5 và câu 6 tôi sẽ đọc luôn ạ. Những người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi làn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường đấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Mọi tội lỗi, mọi sự đoán phạt và chút đúng ra chúng ta phải chịu, thì Đức Chúa Trời đã cất đi qua Chúa Giê-xu Christ. Đó giống như người phạm tội, người bạn đó đúng ra phải nộp đi nhờ 100 triệu chẳng hạn, thì cái chủ người chủ đoạn này qua tòa này đã nộp thay. Khi nộp thay rồi thì người này còn phải bị nộp không anh chị em? Không ạ. Và Đức Chúa Trời đã cất khỏi sự phán xét khỏi đời sống của chúng ta. Trên đó là lý do tại sao Roma đoạn 8 câu số 1 nói là cho nên hiện nay không còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Chúa Jesus Christ nha, trong Chúa Jesus này, tức là tiếp nhận Chúa Jesus này, thì mới không bị đoán phạt. Còn nếu mà không ở trong Chúa Jesus thì người đó vẫn bị đoán phạt. Tất cả tội lỗi người đó vẫn phải chịu, sự đoán phạt vẫn phải chịu. Như vậy, thập tự giá đối với Đức Trời đó là gì? Đó là bày tỏ về quyền năng của Đức Chúa Trời, tình yêu của Đức Chúa Trời và thỏa mãn đức yêu thương và công bình của Đức Chúa Trời. Và tại thập tự giá, Đức Chúa Trời cất đi mọi sự bệnh tật, rủa xả, phiền muộn và sự đoán phạt của chúng ta trên thập tự giá. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa vì giải pháp thập tự giá mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi đời sống của chúng ta. Phần thứ ba chúng ta sẽ học đó là thập tự giá phục hồi mối quan hệ. Cho hỏi chúng ta có theo kịp không ạ? Chúng ta có hiểu không? Bởi vì nếu mà học mà không hiểu thì người dạy là thất bại rồi. Và thời gian của chúng ta ở đây là không có ích gì ạ. Chúng ta đảm bảo hiểu không ạ? Chúng ta sang phần thứ ba, thập tự giá phục hồi mối quan hệ. Rất tuyệt vời anh chị ạ. Đức Trời không những chỉ tha thứ cho chúng ta, nhưng mà Đức Trời còn muốn phục hồi mối quan hệ của chính mình Ngài với chúng ta. Cho tưởng tượng đi, tuy nhiên tôi với cô vẫn xích mích. Sau đó gì? Tôi có thể tha thứ cho cô, nhưng tôi không muốn xây dựng mối quan hệ với cô ấy. Tôi không muốn làm bạn với cô ấy nữa. Tôi không muốn trò chuyện, nhưng mà tôi không ghét. Tôi tha rồi, nhưng tôi không xây dựng mối quan hệ. Đúng không ạ? Có rất nhiều những cái, nhưng mà đây là một tin tức tốt lành dành cho chúng ta. Còn Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta, và sau đó Ngài còn gì? Muốn xây dựng mối quan hệ với chúng ta. Trong cái mối quan hệ của cha với con. Giống như câu chuyện người con trai hoang đàng. Người con trai hoang đàng, thôi cha ơi, bây giờ con không đáng là một gọi là con của cha nữa. Thôi cho con làm một thằng đầy tớ. Đầy tớ kiểu gì cũng được. Lúc ấy đói rồi, lúc ấy phá hết tiền rồi, kể cả đầy tớ cát cổng, đầy tớ kiểu gì cũng được. Miễn là con ăn đủ ngày là xong. Đúng không ạ? Đói quá rồi, khổ quá rồi. Nhưng mà cha nói sao? Không nói một câu nào, cha nói sao? Hãy mang gì? Giày này, áo này, nhẫn rồi tất cả, rồi giết bò con mọc ăn mừng vì con ta đã chết mà nay sống, đã mất mà bây giờ tìm được. Đó là điều Đức Trời nói với anh chị em đây. Amen không ạ? Chứ không muốn, chứ cứu chúng ta rồi cho chúng ta thành một tên đầy tớ. Nhưng mà Chúa cứu chúng ta rồi và phải phục hồi mối quan hệ trong đời sống của chúng ta. Và mối quan hệ tuyệt vời nhất đó là quan hệ cha và con. Trong Kinh Thánh đó chúng ta gọi Ngài là gì? Abba, cha. Có cái sự thân mật, có cái tình yêu trong mối quan hệ cha và con. Tổng thống Barack Obama chuẩn bị sang Việt Nam. Sáng ngày 23 tháng 5 thì Tổng thống Barack Obama hình như có mặt tại Hà Nội. Gặp ông ấy khó không ạ? Khó. Nhưng mà nếu tôi là con của ông Tổng thống Barack Obama thì quá đơn giản. Tôi chả cần phải xin phép ai cả. Tôi gọi bố đến, bố ơi con có việc, được ngay à? Đúng không ạ? Con cần phải xin phép ai không? Chả phải xin phép ai cả. Nếu tôi là con của ông ấy, ông ấy ăn ở chỗ nào tôi có thể đi cùng ăn cùng ông ấy. Ông ở chỗ nào tôi có thể đi cùng được. Trong mối quan hệ, tôi có thể nắm tay, tôi có thể trèo lên cổ, tôi có thể làm tất cả những cái gì trong mối quan hệ của người con với người cha.
Đây chính là điều chúng ta phải làm. Chúa Trời cứu chuộc chúng ta. Và điều thứ hai và điều tuyệt vời đó là Ngài muốn xây dựng lại mối quan hệ của chúng ta. Qua Thánh Từ Giá chúng ta được phục hồi mối quan hệ làm con của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của chúng ta. Và đó là điều vô cùng tuyệt vời trong đời sống của chúng ta. Amen không ạ? Và chúng ta có thể gọi Ngài là Cha, Abba Cha của chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta tin Chúa, chúng ta cảm giác Đức Trời xa lắm anh chị em ạ. Chúng ta cầu nguyện với Chúa giống như một ông thần rất là xa. Nhưng mà câu trong bài cầu nguyện chung Chúa Giêsu dạy làm sao? Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúa Giêsu dạy là lạy Chúa hay là Đức Trời toàn năng. Nhưng mà Chúa Giêsu nói sao? Lạy Cha chúng con ở trên trời. Ngài là Cha anh chị em. Nhớ điều đó và chúng ta là con của chính mình. Chúng cảm ơn Chúa qua thập tự giá thì ra thứ nhất là Ngài phục hồi mối quan hệ của chúng ta. Từ qua thập tự giá thì phục hồi mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Thì điểm thứ nhất chúng ta thấy là Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta qua thập tự giá. Phun Tô 2 đoạn 5 câu số 21. Cô chép như này: Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Vì qua Chúa Giêsu mà chúng ta được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta có ai nhớ câu chuyện ở trong Luca? À, có một người rất là trai trẻ giàu có đến hỏi Chúa Giêsu: Thưa thầy, nhớ lành, con phải làm gì để được sự sống đời đời? Chúa Giêsu nói sao? Sao người gọi ta là nhân lành đúng không? Rồi bây giờ ngươi mới được sự sống đời gì? Cái nhà hết luật pháp, làm hết tuân theo luật pháp là điều ta. Ông làm rất ông được Chúa ơi. Điều sao nên con làm hết rồi, hiếu kính cha mẹ gì, kính sợ Đức Chúa Trời, yêu anh em, con làm hết rồi. Thế còn thiếu cái gì không ạ? Bán hết gia tài. Chúa xuống nói sao ạ? Bán hết gia tài. Hãy về bán hết gia tài. Rồi bán hết gia tài người. Tôi lại câu hỏi, tại sao Chúa xuống nói điều đó? Chúa Giêsu đang nói rằng người này nói sai, người này nói dối, người nói là kính sợ Đức Trời, yêu anh em như mình mà ôm tiền, mà giữ tiền chỉ lo cho mình thì yêu ai? Có yêu anh chị em? Có đúng không ạ? Chúa đang chỉ cho người đó giống như là nói là chỉ có tin Chúa hay là làm theo luật pháp trên môi miệng thôi, và Chúa chỉ cho vấn đề. Đây là điều mà người chưa làm. Và người nói rằng người làm chọn luật pháp không phải rồi. Người nếu mà thật sự người ấy bán hết gia tài, người này có bán không? Không. Người này yêu ma môn. Đối với người này không phải Đức Chúa Trời là số 1 mà tiền là số 1. Đúng không anh chị em? Mà cảm ơn Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta không cần phải làm chọn luật pháp để được cứu, mà qua Chúa Giêsu Christ chúng ta được sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúa được mặc chiếc áo công bình của Đức Chúa Giêsu Christ. Qua Chúa Giêsu Christ, qua sự chết của Ngài mà Chúa Giêsu mặc cho chúng ta rồi. Thôi bây giờ Đức Chúa Trời nhìn chúng ta qua ai ạ? Qua Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Trời gọi chúng ta, gọi Chúa Giêsu là con yêu dấu, thì chúng ta ở trong Chúa Giêsu chúng ta được gọi là con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Cho không còn tội lỗi nữa và chúng ta được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Không phải vì những việc chúng ta làm đâu ạ. Bởi vì không ai có thể làm chọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Cho những người trai trẻ đó không hề làm chọn luật pháp của Chúa đâu. Cho nên chúng ta hiểu là người đó còn thiếu một điều không phải đâu. Thật sự người đó không làm một cái gì tuân theo luật pháp của Chúa đâu. Nhưng mà rất kiêu ngạo. Chứ cảm giác giống như rất là vô ngực ấy. Nhưng mà chúng ta chỉ được Đức Chúa Trời chấp nhận qua dòng huyết của Chúa Jesus Christ, bởi thập tự giá của Chúa Jesus Christ mà chúng ta được xưng công bình. Amen các bạn. Điều thứ hai, Ngài phục hồi mối quan hệ đó là gì? Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Chúng ta nhận được sự tha thứ tội lỗi qua thập tự giá. Đây chính là làm của lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian. Bởi thập tự giá của Chúa Jesus Christ mà Ngài tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta. Điểm thứ ba, bởi vì những phần này chúng ta, những bài của một số người cũng đã chia sẻ là tôi sẽ đi một bước nhanh. Phần thứ ba đó là làm thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời.
Chúng ta có ai thuộc câu Săn đoạn 1 câu 12 không ạ? Đó là câu này, câu này tuyệt vời rồi đó. Nhưng thế ai đã nhận Ngài? Chứ không phải nhưng thế ai đã nằm chọn luật pháp rồi. Nhưng thế ai đã nhận Chúa Giê-xu Christ thì Ngài ban cho chúng ta cái quyền được làm con. Chứ không phải quyền năng, đây là quyền được làm con của Đức Chúa Trời. Và chỉ ban cho những kẻ tin vào Chúa Giê-xu Christ mà thôi. Chúng ta đã tin Chúa chưa? Đã tin chưa? Bây giờ chúng ta đã làm con của Chúa chưa? Amen. Chúng ta nhớ ạ. Cho bắt đầu được. Chúng ta đã có mối quan hệ với Ngài, trong mối quan hệ là con với cha, ngay khi chúng ta mở lòng và tin vào Chúa Jesus Christ. Không phải chờ chúng ta là nhân sự, không phải chờ chúng ta là mục sư mới làm con của Chúa đâu ạ. Mà ngay khi miệng của chúng ta xưng Chúa Giê-xu ra và lòng ta tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại, thì ngay thời điểm đó chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời. Amen không ạ? Như vậy chúng ta được phục hồi mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Phần thứ hai đó là phục hồi mối quan hệ với con người. Vì con người phạm tội cho nên gãy đổ mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời. Và vì mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời bị gãy đổ cho nên mối quan hệ giữa con người cũng gãy đổ. Cho nên nhìn thập tự giá, hình chiều dọc là bày tỏ mối quan hệ giữa cái sự phục hồi mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời. Và cái thánh ngang bày tỏ sự phục hồi mối quan hệ giữa con người với con người. Thì gì ông anh chị em? Thập tự giá mang lại một giải pháp, đó là phục hồi lại mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời. Và mối quan hệ đó là mối quan hệ quan trọng. Và khi ta có sự phục hồi mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời rồi, thì chúng ta sẽ có sự phục hồi mối quan hệ giữa con người với con người. Chúng ta xem ở trong câu Kinh Thánh Colossae 1 câu số 20. Rất nhiều câu Kinh Thánh, chúng tôi chỉ chọn một câu thôi ạ. Chúng ta bài này phải cho 3 tiếng. Rồi chúng ta mở, chúng ta đọc lại. Con lưu xe là một câu 20. Và bởi Đức Ngài tiếp tục nền giá thì đã làm nên hòa bình khiến muôn phận giữa đất trên trời đều nhờ Ngài và hòa thuận cũng chính Ngài bình giữa đất trời. Và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình khiến muôn phận dưới đất trên trời đều nhờ Ngài và hòa thuận cùng chính mình với Chúa Trời. Tôi xem tiếp vào câu Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 2 câu 13 đến 16. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 13 đến 16. Tôi sẽ đọc để rút ngắn thời gian chúng ta sẽ nghe. Nhưng trong Đức Chúa Giê-xu Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại là một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài. Và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Bởi thập tự giá của Jesus Christ chúng ta được hòa thuận với. Và ngày hôm nay cho thấy trong phòng này chúng ta thấy có những các ông các bà rất lớn tuổi, rồi có những thanh niên, có những trung niên, rồi có người nam người nữ, do có dân tộc Hờ Mông, dân tộc Kinh. Nếu tôi biết chắc rằng không tin Chúa thì không thể có những người như này ngồi đây đâu ạ. Người Kinh thì không thích với người dân tộc một cái mặt nào đó, đúng không ạ? Nhưng mà trong Chúa Giê-xu thì còn có người Giu-đa và người Gờ-rét không? Tôi luôn mỗi lần tôi lên Hờ Mông tôi nói tôi về nhà. Đúng rồi, xin lỗi nhỉ. Ông mục sư ông cho ăn gì ăn đó, ngủ đâu ngủ đó, ông bảo gì vừa làm hết, có công cơ công dám trái không dám đâu. Và tôi cảm thấy rất là phước khi được lên trên này chị em. Và tại thất tự giá Ngài đã phá vỡ đi
khỏi cái sự thù nghịch giữa người nam và người nữ. Chúng ta nhớ đặc biệt dân Do Thái, cái sự phân biệt giữa nam nữ rất là lớn. Với người Do Thái, đối với người nữ gần như là không bao giờ tính đâu. Nhưng mà tại Thập Quyền Giá thì sau đó xưa phong lưu đã không còn phân biệt người nam hay người nữ, không còn gờ đét hay là xung đa. Chúng ta biết là người Do Thái, họ nói cái người mà không phải là người Do Thái là người như là cái gì không? Con chó ấy. Chó con. Chó. Không bao giờ người Do Thái bước vào người, nhà người ngoài. Khi mà dân Sa-bê nó bị pha tạp thì từ ở phía Bắc họ muốn xuống phía Nam ấy thì họ sẽ đi vòng chứ không đi qua miền Trung đâu ạ. Họ chấp nhận đi đường xa, đi đường vòng để tránh. Nhưng mà cảm ơn Chúa, trong Chúa Jesus Christ, mọi sự thù nghịch đó được bị phá vỡ rồi và phục hồi lại mối quan hệ giữa con người với con người. Ngày hôm nay chúng ta, tất cả chúng ta đều được gọi là cơ đốc nhân. Có một cái Chúa, chúng ta không có một cái mỗi người có một cái chức cái gì khác nhau. Trong hội thánh thì chúng ta gọi là gọi mục sư này kia, nó là cái vị trí để lo công việc thôi. Còn thật sự cái điều mà một người tin Chúa được đó là trở thành con của Đức Chúa Trời. Amen không ạ? Tất cả chúng ta đều là con của Đức Chúa Trời và đó là điều tuyệt vời nhất. Amen không ạ? Ông mục sư thì cũng chỉ là con của Đức Chúa Trời thôi. Nhưng trong vị trí ở trong lãnh đạo hội thánh của Chúa thì Chúa giới lên những người lãnh đạo để chăm sóc hội thánh thôi. Nhưng mà mọi cái chúng ta như nhau, có giá trị như nhau. Tôi cũng được mua bằng huyết của chiên con và mục sư Gâu cũng mua bằng huyết của ai ạ? Huyết của Chúa Giêsu. Giống nhau không ạ? Từ ngữ vẻ khác nhau nhưng mà giống nhau. Chúng ta đều có giá trị như nhau. Người nam cũng mua bằng huyết của Chúa Giêsu, người nữ cũng mua bằng huyết của Chúa Giêsu, người Do Thái cũng mua bằng huyết của Chúa Giêsu và người như chúng ta, người gờ đét, người ngoại cũng mua bằng huyết của Chúa Giêsu. Và trong thập tự giá, trong Chúa Giêsu Christ, mọi sự thù nghịch đều bị phá vỡ hết. Và ngày hôm nay chúng ta, trong Chúa Giêsu nói này, chúng ta là chi thể trong thân thể của Chúa Giêsu Christ. Mỗi chúng ta là chi thể trong thân thể của Chúa Giêsu Christ. Sự sống của chúng ta là huyết của Chúa Giêsu Christ và Thánh Linh của Ngài đã ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Amen không ạ? Cho nên không có một lý do nào để chúng ta bị ngăn cách giữa anh em mình với nhau. Amen không? Amen. Không có một cái khoảng cách nào nữa, bởi vì qua thập tự giá này đã kéo chúng ta lại gần với nhau rồi. Chúng ta là chi thể trong thân thể của Chúa. Tôi không thể nói, ồ, cái tay này xấu quá chặt nó đi. Được không ạ? Có được không? Không. Chi thể nào yếu kém thì cần phải quan tâm hơn. Đúng rồi, trau dồi hơn, giúp cho tốt hơn. Cái này nói như vậy nhé, cho chúng ta phải yêu thương anh em. Phải tại thập tự giá, mối quan hệ giữa con người với con người được phục hồi. Cho không còn giết nhau, không còn giống như Ca-in đã giết chính em của mình khi mà tội lỗi bước vào. Nhưng mà khi Chúa Giêsu bước vào trong thế gian thì sao? Tại thập tự giá đó, ngày đêm tất cả chúng ta quay trở lại với nhau trong một mối phục hồi với Đức Chúa Trời và với nhau. Amen không ạ? Chúng lại bắt tay sang người bên cạnh nói rằng: bạn là anh em của tôi, là chi thể trong thân thể của tôi. Amen không ạ? Thập tự giá là trung tâm của lịch sử. Phần thứ hai ạ, thập tự giá đối với Đức Chúa Trời. Và phần thứ ba, phục hồi mối quan hệ. Thì trong mối quan hệ đó có gồm mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời và con người với con người. Phần cuối cùng mà chúng ta sẽ học, thập tự giá đối với ma quỷ, tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Phần thứ bốn cũng là phần cuối cùng. Tự do khỏi Satan. Đối với ma quỷ, đối với Satan ấy, thì chúng ta được tự do khỏi Satan. Nó có còn có quyền gì trên đời sống của chúng ta đâu. Chúng ta sẽ xem Cô-lô-se là 2 câu số 15. Câu số 14, 15 là cả 2 câu. À, câu này chúng ta mở đi ạ. À. Câu này hay lắm.
Colossae đoạn 2 câu 14 15. Và chúng ta sẽ cùng nhau đọc. Ngài đã xóa tờ thế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ thế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã chấp bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Ngài đã dịp chấp bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá để chiến thắng chúng nó là ma quỷ đấy, cái tưởng chúng nó là ma quỷ, và nộp nó ra tỏ tường giữa thiên hạ. Ngài không phải chiến thắng xong nó không ai biết đâu ạ. Ngài chiến thắng xong, Ngài cho phơi bày ra tất cả mọi người ở trên thiên đàng, địa ngục và thế giới đều nhìn thấy sự thất bại của ma quỷ. Trong thời kỳ của La Mã thì một cái người mà tướng bị thất trận ấy, thì sao? Cái người tướng thắng trận đi trước xong rồi là những người đó sẽ bị rong đằng sau, và tất cả mọi người thấy sự thất bại, cái sự thất bại tỏ tường, không phải là giấu giấu đâu, chỉ có vài người biết đâu, và Chúa đã phơi bày cái sự thất bại của ma quỷ rồi. Cho nên bây giờ ma quỷ nó là sư tử giống, nó là gì? Nó giống như ở trong chuồng này, con sư tử bây giờ nó ở trong chuồng rồi, cho nó giống thì giống thoải mái. Nó trong chuồng nó làm hại người không? Không, nó bị nhốt rồi, nó không có cách nào khác để nó ra khỏi chuồng đó nữa, không có cách nào cả. Cho nên nó giống như mà ai sợ ấy, anh nghĩ ai sợ thì bị nó lừa dối thôi, cho nên không còn quyền gì trên những người tin Chúa Giêsu Christ. Ngài đã chất bỏ rồi, Ngài đã phá hủy mọi quyền lực của ma quỷ rồi, và bây giờ chúng ta hoàn toàn được tự do khỏi ma quỷ. Nó giống như này, khi chúng ta còn sống ở dưới đất này, tất cả chúng ta đều bị chi phối bởi lực hút trái đất, đúng không ạ? Nếu không có lực hút trái đất đấy, thế giới này lộn xộn và không tồn tại rồi. Cho nên chúng ta thấy ví dụ như là khi mà tôi cầm một cuốn sách này, thì tôi tác động vào một lực thì nó sẽ ở trên không, bởi vì cái tay của tôi đỡ. Nhưng mà tôi bỏ tay ra cái nó không có bay lên, nó bay xuống, đúng không ạ? Nó rơi xuống ngay ạ, chứ nó không có bay ở, nó không giữ nguyên ở đó. Tại sao? Bởi vì nó bị lực hút của trái đất mạnh hơn kéo nó xuống. Cho nên ở trong Roma là 8:12 này, cho nên hiện nay chẳng có sự bắt phạt cho kẻ trong đứng chuyên quyết, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Chúa Jesus Christ buông tha chúng ta khỏi luật của sự tội và sự chết. Có nghĩa là sao? Tức là cái con người không ai thoát ra khỏi luật của ma quỷ, luật của tội lỗi và luật của sự chết. Vì ma quỷ nó trói buộc, và Kinh Thánh nói là cả thế gian đều phục dưới quyền của ma quỷ. Nó giống như cả thế gian đều, cái người sống ở trên thế giới đều bị chi phối bởi lực hút trái đất thể nào, thì cả thế gian này đều bị phục dưới quyền của ma quỷ. Không có ai thoát ra khỏi quyền của ma quỷ cả. Chúng ta hiểu từ này mà. Nhưng mà khi một người tiếp nhận Chúa Jesus Christ và có luật của Thánh Linh sự sống vào trong người đó, thì ngay lập tức luật đó đem người đó thắng hơn luật của ma quỷ. Có giống như khi chúng ta ở trong cái phi thuyền ấy, chúng ta bay ra khỏi cái thế giới này và chúng ta đến mặt trăng chẳng hạn, thì sao? Lúc đó chúng ta không còn bị cái luật của trái đất này chi phối nữa. Chúng ta bay đấy ạ, nó không có trọng lực, nó mình có thể bay lơ lửng ấy. Tuy nhiên cuốn sách này nó cứ bay chứ không có mu sơ đâu ạ. Bởi vì nó không còn bị ảnh hưởng bởi cái lực hút của trái đất này nữa, thì cũng có thể ấy, chúng ta ngày hôm nay không còn dưới quyền của ma quỷ nữa, và chúng ta sống trong luật của ai ạ? Luật của Thánh Linh sự sống. Amen không ạ? Chứ tại sao chúng ta phải sợ ma quỷ, đúng không? Nó không còn gì phải sợ nó nữa, bởi vì mình có sống ở trong luật của ma quỷ nữa đâu, mà đã luật của Thánh Linh mà, và luật của Chúa Giêsu Christ là luật của thiên đàng ở trong đời sống của chúng ta. Cho chúng ta phải sống tự do trong Thánh Linh của chính mình này. Chứ tại sao những người tin Chúa không thể thay đổi được, những người tin Chúa có thể thay đổi? Bởi vì sao? Mình đã thoát ra khỏi luật đó. Amen không ạ? Và chính thập tự giá đã làm cho chúng ta điều đó. Tại thập tự giá, Ngài đã chốt bỏ mọi quyền của ma quỷ, và Ngài đã đem chúng ta ở sống trong luật của Thánh Linh sự sống. Amen không ạ? Và chúng ta được tự do khỏi ma quỷ, tự do khỏi tội lỗi trong quá khứ. Chúng ta xem Giăng đoạn 8 câu số 36. Giăng đoạn 8 câu 36. Vậy nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Roma đoạn 6 câu 6 sẽ bày tỏ rõ hơn.
nhiều đúng không ạ? Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Con người cũ của chúng ta đã chết rồi, cho không cần phục dưới tội lỗi nữa. Luật của sự tội và luật của sự chết không còn trên đời sống của chúng ta. Chúng ta tự do khỏi Satan, tự do khỏi tội lỗi. Ngay ở trong hiện tại, chúng ta được tự do. Tội lỗi không còn cai trị trên chúng ta. Đúng không ạ? Trong quá khứ thì mọi tội lỗi Ngài đã xóa sạch rồi, nó không còn gì ở trong chúng ta. Nhưng ngay trong hiện tại thì tội lỗi nó cũng không còn cai trị trên chúng ta. Chúng ta sống trong thế giới tội lỗi, nhưng mà tội lỗi lại không cai trị trên chúng ta. Rất kỳ diệu đúng không ạ? Chúng ta sống trong một thế giới tội lỗi đầy những điều gian ác, nhưng mà những điều tội lỗi đó thì không cai trị trên chúng ta. Thế là mình sống ở trong thế giới này nhưng không phụ thuộc vào thế gian. Đúng rồi, xác ạ. Nó rất là không ảnh hưởng gì nữa chúng ta. Và cho nên Chúa Giêsu nói sao? Thiên đàng ở trên đất. Khi người tin Chúa Giêsu ngay lập tức người ta kinh nghiệm cái sự sống thiên đàng ngay ở trên đất này, chứ không phải về thiên đàng mới kinh nghiệm ạ. Nhưng ngay ở trên đất này chúng ta thấy được cái sự sống của Ngài và Thánh Linh của Ngài ở trong chúng ta. Trong Thánh còn nói rằng nơi đâu có Thánh Linh thì nơi đó sẽ được sự tự do. Thánh Linh ở nơi đâu, Thánh Linh ở nơi đâu làm chủ một con người thì người đó sẽ tự do. Phần này rất dễ chúng ta sẽ hiểu lầm mà. Bởi vì người nói là nơi đâu có Thánh Linh thì nơi đó có sự tự do. Thánh Linh ở khắp mọi nơi đúng không ạ? Nhưng mà chính xác thì phải hiểu như này. Nơi đâu hay con người nào hay dân tộc nào để Thánh Linh làm chủ, làm Chúa thì người đó sẽ tự do. Amen không ạ? Amen. Nơi nào tôn cao Thánh Linh, nơi nào đó xưng Thánh Linh là đấng là Chúa trong cuộc đời chúng ta, nơi đó mình tiếp nhận chính mình Ngài thì nơi đó sẽ là sự tự do. Cho nên chúng ta đang ở tự do nhưng người bên cạnh không được tự do rồi, đúng không? Vì họ chưa tiếp nhận Chúa Giêsu Christ, họ không tiếp nhận Thánh Linh của chính mình Ngài vào trong đời sống của họ. Rồi chúng ta được tự do khỏi bệnh tật nữa, ta tự do khỏi tội lỗi trong hiện tại, rồi tự do khỏi bệnh tật. Matthew 8:17. Những phần này dễ đúng không ạ? Tự do khỏi bệnh tật, chúng ta sẽ đọc một câu kinh thánh đấy. Matthew 8:17. Vậy cho được ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta. Ngày nay chúng ta tin Chúa Giêsu Christ và tin rằng là Ngài đã cứu chuộc chúng ta và gánh thay mọi bệnh tật cho chúng ta thì chúng ta không còn bệnh tật nữa anh chị em ạ. Nó nằm ở chỗ là chúng ta có tin hay không. Ngày nay rất nhiều những phép lạ, những dấu kỳ mà Đức Chúa Trời đang làm trên thế giới này. Và chúng ta thấy đặc biệt khi mà Chúa xin chữa lành nên Ngài luôn nói một câu này: đức tin người đã chữa lành người. Đúng không ạ? Cái tập Matthew Mark Luca rằng luôn thường Chúa xin được nói: đức tin người đã chữa lành người. Cho có chúng ta có đức tin thì chính Chúa sẽ đến và chữa lành cho chúng ta. Sự cầu thay của mục sư hay một số người là quan trọng, nhưng mà điều quan trọng hơn cả đó chính là đức tin của chúng ta. Amen không ạ? Cho tin cậy và chúng ta biết rằng là chúng ta được tự do khỏi bệnh tật rồi. Bệnh tật không còn cai trị trên chúng ta nữa, nhưng mà sự sống và sự phước hạnh cai trị trên cuộc đời của chúng ta. Rồi sao? Sự rủa xả cũng không cai trị trên chúng ta. Chúng ta được tự do khỏi sự rủa xả. Galatia 3:13. Galatia 3:13. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta, vì có lời chép đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Mọi sự rủa xả vì cớ phạm tội lỗi của Adam, mọi sự rủa xả từ tổ phụ không còn trên đời sống của chúng ta nữa, và chúng ta không còn nhận lấy sự rủa xả nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu thì Ngài nói như này: Ngài đến để ban cho thiên sư sống và sự sống đời đời. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và không ai cướp khỏi nó, cướp nó khỏi tay ta. Tại sao? Vì cha ta là đấng lớn hơn hết đã ban chim đó cho ta. Tuyệt vời lắm ạ. Chúa ban cho chúng ta sự sống, chứ Ngài không ban cho ta sự rủa xả. Kẻ trộm thì nó đến, nó mang cái sự cướp, giết, hủy diệt, nó rủa xả chúng ta đấy. Cho nên như mà con cái Chúa mà Chúa Giêsu đến để ban cho sự sống và sự sống.
Và như tôi có nhớ mục sư Đức có chia sẻ, chúng ta thấy có hai dòng dõi, một dòng dõi tin Chúa và dòng dõi vô thần. Và sau đó thì kết quả nhiều năm về sau thì thấy cái dòng dõi vô thần nào là chết, nào là đi tù, nào đúng không? Không có một cái gì tốt đẹp với dòng dõi đó. Còn dòng dõi cái này nào là phó tổng thống rồi bao nhiêu mục sư tuyệt vời đó. Bởi vì chúng ta được phước khi ở trong Chúa Giê-xu Christ. Amen anh chị em. Ta được rồi tự do khỏi sự phán xét. Gian đoạn 5 câu 24. Gian đoạn 5 câu số 24. Quả thật, ta nói cùng các người, ai nghe lời ta và tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, xong vượt khỏi sự chết mà đến sự sống, không đến sự phán xét. Phải nhớ định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, tất cả đều phải bị phán xét, nhưng một người tin vào Chúa Jesus Christ thì sẽ không còn bị phán xét nữa anh chị em. Amen không ạ? Không còn bị phán xét, không phải đứng trước tòa án của trắng và lớn của Đức Chúa Trời nữa. Mà khi chúng ta qua đời, nghe thấy chúng ta về thiên đàng của Chúa Jesus Christ. Bởi vì Chúa Jesus với câu nói của Chúa Jesus với người trộm tuyệt vời, chính đêm nay người sẽ ở với ta. Tuyệt vời không anh chị em? Tuyệt vời không ạ? Đó là nơi mà chúng ta sẽ đến nha. Chúa Jesus nói ta đi và sẵn sàng cho ngươi một chỗ. Và khi ta sẵn sàng xong rồi thì ta sẽ quay trở lại và đón các ngươi. Hầu cho ta ở đâu thì nơi đó. Chúa đang xây nhà cho mỗi anh chị em. Khi nào Chúa xây xong rồi Chúa sẽ đến đó. Chắc bây giờ Chúa chưa xây xong. Chúa đang hoàn thiện ạ. Mà tường thì bằng vàng, tôi không biết là cái nhà thì bằng cái gì là không biết đâu. Cái đường đi thì bằng vàng, cho là xe đấy không cần phải sắm xe máy để cứ mỗi 30 triệu được mấy hai năm thì mệt lắm. Không cần phải lo cái xe máy phương tiện gì nữa. Amen không ạ? Và phần cuối cùng nữa học là tự do khỏi sự chết đời đời. Giăng 3:16 ai cũng thuộc đúng không ạ? Tự do khỏi sự chết đời đời. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc câu Giăng 3:16 ạ. Tất cả cùng đọc ạ. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế ta, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hết ai tin con đó không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Các con bị hư mất không? Không. Cảm ơn Chúa vì thập tự giá của Ngài là trung tâm điểm của lịch sử. Thập tự giá của Ngài đối với Đức Chúa Trời đó là gì? Đó bày tỏ quyền năng, bày tỏ tình yêu, và thập tự giá làm thỏa mãn đức yêu thương và công bình của Đức Chúa Trời. Tại thập tự giá Ngài gánh thay mọi tội lỗi, mọi sự rủa xả và sự phán xét trong cuộc đời của chúng ta. Tại thập tự giá đó Ngài phục hồi mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời và chúng ta với nhau. Tại thập tự giá đó thì sao? Ngài cho chúng ta được tự do khỏi ma quỷ, tự do khỏi tội lỗi, tự do khỏi bệnh tật, tự do khỏi sự chết và ngay cả sự chết đời đời. Amen anh chị em. Amen các bạn. Chúng ta hãy gửi khen Chúa một tràng vỗ tay. Hallelujah. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho bài học này, xin chúng ta đến với Chúa sự cầu nguyện.